Xin chào các bạn, mình xin hướng dẫn với các bạn các cách để làm tăng huyết áp theo phương pháp diện trần của Bùi Quốc Châu dành cho những người huyết áp thấp. Có rất nhiều các cách để tăng huyết áp, có thể các bạn sẽ uống trà gừng, uống nước đường. Tuy nhiên theo phương pháp diện trần thì các bạn chỉ cần dùng các ngón tay và các bạn có thể tác động vào các điểm này ở trên mặt ở bất kỳ chỗ nào mà khi các bạn gặp tình huống ví dụ hạ huyết áp đột ngột hay trong những cái không gian mà mình không kịp chuẩn bị bằng những cái thứ khác. Thế thì các bạn có thể áp dụng những cái cách này. Cách thứ nhất, các bạn đặt cái ngón cái này xuống dưới cằm này. Các bạn sẽ dùng ngón trỏ này ấn vào cái vùng điểm lõm nhất của ổ cằm. Các bạn ấn giữ vào đây hơi đau một chút. Ấn như vậy trong vòng 1 phút là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn sẽ dùng ngón tay trỏ này ấn vào điểm giữa của nhân trung này. Ấn mạnh như này trong vòng khoảng 1 phút. Rồi, cách thứ ba, các bạn sẽ dùng ngón trỏ này. Các bạn ấn vào điểm cao nhất của đáy nhân trung, các bạn ấn thẳng mạnh chách lên như thế này. Trong vòng 1 phút, các bạn vẫn dùng cái ngón tay cái này giữ ở cằm và các bạn sẽ dùng cái ngón trỏ này. Các bạn sẽ ấn thẳng vào sau cái ngón tay này, các bạn ấn dốc thẳng lên như thế này. Ấn dốc thẳng lên như thế này. Đó, trong vòng 1 phút thì lúc đó các bạn đo lại huyết áp thì nó sẽ tăng. Các bạn không cần nhất thiết phải thực hiện qua 4 cái bước này. Các bạn chỉ cần một bước là huyết áp đã tăng rồi. Mình xin nhắc lại 4 bước này. Bước thứ nhất, các bạn đặt ngón cái xuống cằm và ngón này các bạn sẽ ấn vào điểm lõm nhất trước ổ cằm. Một cái. Thứ hai, điểm giữa nhân trung. Thứ ba, điểm cao nhất của rãnh nhân trung là điểm lõm nhất ở sau tai, ấn và đẩy mạnh lên như thế này. Đây là 4 cách để tăng huyết áp. Chúc các bạn thành công. Mình là Vũ Văn Hội, giảng viên diện trần Bùi Quốc Châu. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.